24 giờ TV. Trong chương mục câu chuyện cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện chồng cũ đi với vợ mới, nhưng khi nhìn thấy vợ cũ anh có hành động này vì sự thay đổi ngoạn mục. Trên đời này không phải cứ gái có công là chồng không phụ. Những người phụ nữ trong một đời hy sinh cho chồng, cho con, chăm sóc gia đình, thế nhưng vẫn bị phản bội. Người đàn ông yêu bằng mắt, họ dễ bị mê hoặc bởi những người phụ nữ trẻ đẹp hơn mà quên đi người vợ tần tảo bỏ bê bản thân vì chồng con. Người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây đang ở trong hoàn cảnh như thế, nhưng nỗi đau phản bội đã giúp cô có động lực để thay đổi bản thân, khiến chồng cũ gặp lại phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Chồng cũ đi với vợ mới, nhưng khi thấy vợ cũ anh có hành động này vì sự thay đổi ngoạn mục. Tôi tự cảm thấy mình là cô gái xinh xắn, có làn da trắng, dáng người lại mảnh mai, vòng nào ra vòng đấy. Hồi còn trẻ tôi rất năng đi tập thể dục, tập yoga, tập gym để giữ gìn vóc dáng của bản thân. Tôi cảm thấy rất sợ hãi nếu một ngày mình béo lên xấu đi. Năm 25 tuổi tôi lấy chồng, một năm sau tôi sinh đứa con trai đầu lòng, đến năm rưỡi sau tôi lại sinh thêm một bé gái. Do đẻ quá sát nhau nên tôi đành phải xin nghỉ làm luôn để ở nhà chăm cả hai đứa nhỏ. Tôi lúc nào cũng tất bật lo toan, nào là đưa con lớn đi học, đón con lớn về, ở nhà trông con nhỏ còn chưa cai sữa, rồi cơm nước cho con, tắm rửa cho con, rồi con ngủ. Một ngày của tôi trôi qua với những công việc không tên, đầu tắt mặt tối. Đến tận khi cả hai đứa trẻ đã ngủ ngon lành thì cũng có lúc tôi nhìn đồng hồ là 12 giờ đêm. Tôi gần như chẳng có lấy một chút thời gian nào dành cho mình. Chồng tôi làm phóng viên, thường xuyên phải vắng nhà, đi đêm, đi hôm, rồi chạy tin nóng vô cùng vất vả. Tôi cũng thương chồng mình phải một mình nuôi cả nhà, nên tôi chẳng oán trách một câu, tự tay mình chăm lo hết, từ đầu đến cuối cho các con. Tôi phải bỏ tập yoga, thậm chí cũng không có thời gian để chăm sóc da nữa. Kết thúc một ngày là tôi cảm thấy mệt nhoài, người không còn sức lực, đặt lưng xuống là ngủ đến sáng hôm sau. Da dẻ của tôi bắt đầu sạm đen đi, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt. Không chỉ vậy, thân hình của tôi đã phát tướng hơn trước, tròn ủng và béo quay quéo quắt. Nếu năm 25 tuổi, tôi nhìn thấy bản thân mình, bây giờ chắc tôi sẽ khóc thét lên mất. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy khá bình thường vì hạnh phúc của tôi lúc này chính là gia đình nhỏ bé với hai đứa con xinh xắn. Lẽ đời là thế, mọi chuyện thường chẳng bao giờ đi đúng theo kế hoạch của mình. Tôi phát hiện ra chồng mình có nhân tình. Cô nhân tình đó vô cùng trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng chẳng khác gì người mẫu hay diễn viên. Ban đầu tôi nghĩ là do mình đã bỏ bê bản thân để chồng chán, chồng chê mà đi ngoại tình. Sau đó tôi bắt đầu trang điểm lại, ăn diện đẹp đẽ hơn, thậm chí còn đi tập để giảm cân, mong chồng nghĩ lại mà quay về với gia đình. Chuyện chẳng thể suy chuyển được, cuối cùng tôi và chồng ly hôn. Khoảng 3 tháng sau, anh ta cưới cô nhân tình mới. Mỗi tháng anh vẫn chuyển tiền để nuôi con, nhưng thỉnh thoảng mới đến gặp con một lần. Vì sao khi nào anh ta muốn gặp con thì tôi đều mang về nhà nội gửi ông bà, chứ không gặp mặt người đàn ông này nữa. Sau khi ly hôn, tôi gửi cả hai đứa con đi nhà trẻ rồi bắt đầu buôn bán online. Vì làm tự do nên tôi có nhiều thời gian cho bản thân. Tôi bắt đầu đi spa, tập gym, đi mua sắm cho bản thân, thảnh thơi đi cà phê với bạn bè. Tôi không còn quá bận rộn lo cơm nước cho chồng, cho con hay vất vả chạy đôn chạy đáo lo chuyện nhà chồng nữa. Hơn thế nữa, tôi cảm thấy tinh thần mình trở nên thoải mái, vui vẻ và không còn vương vấn quá nhiều về chuyện tình cũ nữa. Đối với tôi lúc này, chồng cũ chỉ là bố của các con tôi mà thôi. 2 năm sau, tôi bắt đầu lấy lại vóc dáng của mình. Tôi xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Lúc này, vẻ đẹp của tôi cũng đã đầm thắm hơn trước, lại biết cách trang điểm, chọn trang phục cho phù hợp, nên xung quanh tôi chẳng thiếu những người đàn ông giàu có, nhiều tiền, tán tỉnh. Vậy mà tôi cũng chẳng mấy may động lòng bất kỳ một ai. Tôi quan niệm rằng mình làm đẹp là cho bản thân mình, để mình vui vẻ chứ không phải vì một người đàn ông nào cả. Tôi tự tin rằng mình chẳng cần đàn ông mà vẫn sống hạnh phúc. Một lần, đang ngồi cà phê cùng bạn thì tôi bắt gặp chồng cũ đi với vợ mới, bước vào. Cô vợ của anh ta xuống sắc thấy rõ, trông chẳng khác gì hình ảnh của tôi nhiều năm về trước. Cô ta không còn trẻ trung xinh đẹp nữa, khoác lên người chiếc váy ôm mà lộ ra cả rỗ bụng, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thương cảm. Anh chồng cũ thấy tôi thì tròn mắt ngạc nhiên, chắc vì không ngờ tôi lại có thể thay đổi ngoạn mục đến vậy. Rồi tôi thấy trong ánh mắt anh ta lóe lên sự hối hận, xen lẫn thèm muốn, bởi anh ta nhìn tôi không rời mắt cho đến lúc tôi đứng dậy đi về. Sau hôm đó về, anh ta nhắn tin cho tôi nói rằng muốn bắt đầu lại từ đầu để không làm khổ hai đứa con, nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi biết thừa ý đồ của anh ta và không thể nào chấp nhận nổi con người này thêm một lần nữa. Bản chất của anh ta là người ham của lạ, thích những thứ mới mẻ, vậy nên vài tháng sau,
Nghe tin chồng cũ đã ly hôn đi ngoại tình thì tôi cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Cô vợ mới chắc có lẽ bây giờ đã thấm thía được cảm giác của tôi khi xưa. Tôi không trách cô ta vì cô ta còn quá trẻ để có thể nhìn thấu được trái tim đàn ông. Tôi chỉ thấy tội cho những người phụ nữ đã tin tưởng nhầm người, dại dột mà trao thân mình cho một người đàn ông sở khanh, điệu cán. Nhìn bữa cơm của vợ cũ sau 3 năm ly hôn, chồng khóc nghẹn hiểu ra một điều. Tôi và Mai từng có một mái ấm hạnh phúc, đó là một người phụ nữ hiền lành phúc hậu. Ngày mới quen tôi đã rất thích đức tính nhu mì của em, nhưng chẳng hiểu sao khi lấy về sống với nhau mấy năm, tôi bắt đầu ghét sự cam chịu, hiền lành hết phần người khác của mình. Hôn nhân của chúng tôi kéo dài 7 năm thì tôi bắt đầu thay lòng đổi dạ. Tôi thấy vợ nhàm chán chẳng có chút cá tính nào. Ngoài việc đảm đang nuôi con giỏi thì dường như cuộc sống chăn gối vợ chẳng biết chiều chồng, bao năm vẫn một kiểu. Rồi tôi ngoại tình, bồ của tôi là một cô đàn nóng bỏng vô cùng. Cô ấy hay cười và rất biết cách chiều chuộng. Cuộc đời tôi như trẻ lại, tôi biết yêu và đắm chìm vào người mà người ta gọi là của lạ ấy. Tôi bỏ bê vợ, bỏ bê gia đình, mãi miết với cuộc tình mới. Khi ấy tình yêu của tôi với con én nhỏ ấy là lẽ sống. Ngày tôi nhớ, đêm tôi mong, nếu có 1000 suy nghĩ thì tôi dành gần như trọn vẹn cho nụ cười, cho khuôn mặt, mái tóc lẫn những cảm giác lâng lâng khi ân ái với người con gái đó. Vợ tôi già nua và xấu xí đi trong mắt tôi, cô ấy đã buồn và khóc ngất khi phát hiện ra tôi ngoại tình. Khi ấy tôi thấy có lỗi với vợ con, nhưng tôi không muốn chối bỏ cuộc tình ấy. Chúng tôi bắt đầu ly thân, mặc kệ vợ van xin níu kéo vì con, vì gia đình. Cô ấy còn nhờ anh em bạn bè tôi khuyên ngăn giúp nhưng tôi gạt hết. Tôi quyết định ly hôn. Đêm hôm ấy, đã không còn nước mắt để khóc, cô ấy nhìn con rồi đi vào phòng ký vào tờ đơn ấy. Tôi ra đi không lấy bất cứ thứ gì, nhà cửa mọi thứ tôi để lại hết cho vợ. Tôi đi tìm lẽ sống, tình yêu của mình, cuộc sống của tôi với cô bồ thời gian đầu vẫn vui vẻ. Nhưng được 1-2 năm tôi mới thấm thía thế nào, gọi là hôn nhân. Hôn nhân chỉ bền vững khi con người biết chấp nhận những điểm xấu của nhau. Ta cứ chê cứ chán thì dễ mà đổ vỡ. Cô gái mà tôi gọi là lẽ sống ấy cũng đã bỏ tôi mà đi theo người khác. Giờ với tôi cuộc tình ấy là niềm đau chứ không còn là màu hồng như trước. Nhưng tôi biết mình không đủ tư cách để quay lại. Những đêm ngồi cô đơn nhớ con nhớ vợ, tôi nhớ lại những lời cay nghiệt khó nghe, những hành động hắc hủi với vợ cũ mà tôi thấy sởn da gà. Tôi là gã chồng tôi. Rồi một ngày đang đi làm, tôi nhận được cuộc gọi từ những con số vốn đã rất quen thuộc ngày trước. Con số mà ngày trước khi mới cưới nhau, tôi lưu tên là My Love. Tôi run rẩy nghe máy. Ừ, anh nghe. Cuối tuần anh về giúp nhé, sinh nhật Bon, nó muốn anh tham dự. Anh biết rồi, anh sẽ về. Ừ. Cô ấy tắt máy rồi, tôi vẫn run run. Giọng nói ấy thực sự, tôi thấy nhớ. Tôi chờ từng ngày để về thăm con. Hôm ấy tôi về mang theo quà cho hai đứa. Khách mời chẳng có ai ngoài tôi. Thằng bé khoe trưa nay các bạn con đến dự rồi ạ. Vợ của cô tôi lặng lẽ nấu cơm trong bếp. Nhìn cô ấy xinh xắn trẻ trung hơn trước rất nhiều. Lâu rồi tôi mới thấy bóng dáng cô ấy trong bếp. Thật sự trông rất quyến rũ. Bữa cơm nấm hổi thơm ngon đã được dọn ra. Tim tôi như nghẹt thở khi nhìn những món ăn quen thuộc ấy trên bàn. Bố ơi, bố ăn đi, mẹ nấu ngon lắm đấy. Ừ, bố biết rồi. Anh ăn đi, cho con nó ăn. Ừ, em cũng ăn đi. Thú thật bữa cơm ngon, nhưng tôi cứ thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Bác thấy cay xè, gia đình ấm áp hạnh phúc như vậy mà tôi đã nỡ vứt bỏ. Để mẹ cỡ xương cho. Nhìn vợ ân cần quan tâm con mà tôi chua xót. Đã 3 năm rồi gia đình tôi mới đông đủ thế này. Lúc này tôi mới nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi đánh mất người đàn bà ấy. Sau bữa cơm hai cậu con cùng nhau rửa bát cho mẹ. Cô ấy đã chăm sóc chúng rất giỏi. Giờ chúng tôi đã có thể tỏ ra bình thường với nhau để con không buồn. Vợ cũng không còn ai oán hận tôi như xưa nữa. Có lẽ cô ấy đã quen với cuộc sống độc thân tự tin rồi. Anh uống nước đi, Mai à. Sao vậy, anh phải về rồi à? Không phải, đêm nay cho phép anh được ngủ với các con một đêm nhé. Cái đó, anh hỏi ý kiến các con nhé. Nói rồi cô lẳng lặng lên phòng. Đêm hôm ấy tôi đã quỳ gối cầu xin vợ tha thứ. Tôi biết thật khó khăn để tha thứ và đón nhận một người chồng khốn nạn như tôi. Nhưng thực sự tôi muốn được bù đắp cho mẹ con cô ấy. Xin đừng ai dẫm vào vết xe đổ của tôi. Nếu ai cũng chạy theo ham muốn của bản thân thì liệu còn có mấy gia đình tồn tại được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.